Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Nhất Long Audio Hà Nội, địa chỉ số 12 ngõ 82 Mễ Trì ạ. Quý vị và các bạn quan tâm, xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình để cập nhật những sản phẩm mới nhất cũng như những video mới nhất do Nhất Long Audio thực hiện. Vâng, đây là một kênh chuyên giới thiệu các sản phẩm và test hoạt động các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đầu tiên hôm nay em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn đó là đôi loa JBL 4425MK2. Đây là một cái series cuối cùng, series nâng cấp của dòng 4425. Về hình thức loa thì là rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn và zin nguyên bản 100%. Loa thì không có điểm trừ rồi. Và tiếp theo đó là một chiếc âm ly Maxinox MA6900. Đây là một trong những model là rất là hay, được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Chiếc âm ly này ghép tương đối là hay với những dòng loa JBL. Về dòng Maxinox thì các bác đã biết rồi, đây là một thương hiệu rất là lớn của thế giới và về chất âm nó thì khỏi phải bàn rồi. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn cùng tham khảo cái mức độ đẹp của hai sản phẩm này. Và bây giờ mời quý vị và các bạn. Vâng, đầu tiên đó là đôi loa JBL 4425MK2. Đây là một cái phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng 4425. Loa sử dụng một bát 30 màng giấy và gân ở vải mút. Đấy, và chính giữa có hai lỗ thông hơi đây, rất là đẹp luôn. Và bên này nó là chép các bác nhá, chép tay vòi. Và đây nó là cái chỉnh tinh chỉnh giải đây. Loa thì rất là đẹp luôn và zin 100%. Còn những cái gân này thì là thay cho các bác nhé. Những dòng gân mút này thì về sẽ bị mục thì mình phải thay thôi. Loa rất đẹp luôn. Xin giới thiệu trước cái này. Loa rất là đẹp nhé. Đây, còn tiếp theo đó là chiếc âm ly Maxinox MA6900. Đây là một cái model rất là hay và được rất nhiều anh em ưa chuộng. Dòng Maxinox luôn luôn làm mặt kính ở chính giữa này, mặt tiền này. Và hai đồng hồ cần chứng hai bên rất là đẹp. Đấy. Và hàng núm đây nó là ba lăng các bác nhá. Đấy. Ba lăng tất cả hoạt động. Và đây nó là bát này. Bát và trung trầm này. Và trung trung cao và chép. Bên này nó là volume. Đấy, còn bên dưới nó là các ngõ vào đường input selector đây. Thì các bác cắm ở đâu các bác sẽ bấm vào đấy. Đây là nút nguồn này. Còn đây là cái công tắc gọi là công tắc bảo vệ bên ngoài đây. Các bác bật đây xong bắt đầu là mới bấm nút nguồn thì mới có điện nhé. Đây em sẽ giới thiệu qua về phần máy. Dòng Maxinox luôn luôn là máy rất là gấu các ông nhé, rất là gấu luôn. Maxinox luôn luôn đặt cái tiêu chí máy rất là khủng lên hàng đầu. Đó là máy sử dụng ba cái biến thế. Đầu chính giữa đó là biến thế nguồn của máy và hai bên nó là biến thế xuất âm. Đây, công suất cho 200W một kênh. Đấy, 200W một kênh. Đấy, rất là mạnh luôn. Đấy, và máy rất là đẹp luôn, riêng con máy này rất là đẹp luôn các bác nhé. Em bán rất là nhiều dòng Maxinox rồi, con này thì em bán rất là nhiều những dòng 69 rồi, nhưng mà con này thì tuyệt đẹp luôn. Giá nó có cao hơn so với giá bình thường một chút, như con này em đang bán là bây giờ là 105 triệu, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Và đôi loa em đang bán với giá là đi 56 triệu. Loa cũng cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc, mời quý vị và các bạn cùng nghe thử chất âm.
Vâng, video giới thiệu sản phẩm cũng như test hoạt động các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ giúp em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.